nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Chào mọi người, mình là Kỳ Anh đến từ 23 Creative và chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của kênh 23. Chắc hẳn các bạn cũng là những người chơi Dota 2 đã lâu năm, vậy các bạn đã nắm được hết tên và tác dụng của các hiệu ứng bất lợi trong Dota 2 chưa? Nếu chưa, hoặc nếu các bạn là những người mới làm quen với trò chơi này thì bọn mình hy vọng video này sẽ có thể giúp ích cho các bạn. Bắt đầu thôi nha! Nhóm Stun. 1. Stun. Đơn giản như cái tên của nó, Stun hay gọi nôm na là làm choáng, là hiệu ứng bất lợi cơ bản nhất đã xuất hiện từ rất lâu cho các tựa game MOBA không chỉ ở Dota 2. Một unit khi bị stun sẽ không thể di chuyển, tấn công, dùng trang bị hay kỹ năng cho tới khi hiệu ứng stun kết thúc. Hiệu ứng stun sẽ dừng các kỹ năng phải channel, ví dụ điển hình đó chính là TP. Mini stun là một dạng stun nhưng thời gian stun ngắn hơn, phù hợp để ngăn đối phương dùng các kỹ năng hay di chuyển. Một vài skill có hiệu ứng stun cơ bản như Red Fire Blast của Red King, Slytherin Crush của Slada, hay là Split Earth của Lestrade. Một vài skill có hiệu ứng mini stun như là Battery Assault của Clockwork hay Lightning Bolt của Zeus. 2. Shackle. Đây gần như là hiệu ứng y hệt với stun khi không cho phép đối phương di chuyển, tấn công, dùng trang bị hay kỹ năng. Tuy nhiên, khác với stun, hiệu ứng Shackle đòi hỏi người cast phải channel, đứng yên để cast hoặc nhận những hiệu ứng bất lợi vào chính mình. Những ví dụ của hiệu ứng Shackle bao gồm Black Hole của Enigma, Dismember của Purge, Fiend Script của Bane. Shackle của Shadow Shaman. Một lưu ý nho nhỏ là skill Shackle, skill 1 của Wind Ranger có hiệu ứng stun. Chỉ đơn giản là tên gọi của nó trùng với tên của hiệu ứng Shackle mà thôi, chứ chúng không hề liên quan tới nhau nha anh em. Shackle có chữ SC của Shadow Shaman mới là hiệu ứng Shackle chuẩn nhá. 3. Sleep. Hiệu ứng Sleep hoạt động gần giống với stun, khác ở chỗ nếu mục tiêu bị tấn công hay nhận sát thương thì chúng sẽ tỉnh lại. Hiệu ứng Sleep cũng có thể khiến mục tiêu đạt trạng thái Invulnerable, gọi nôm na là không thể bị tấn công hoặc không thể bị thương trong một khoảng thời gian ngắn. Một vài ví dụ của hiệu ứng Sleep như Nightmare sẽ cho 1 giây bất tử. Echo Storm, mục tiêu sẽ không được nhận bất tử nhưng sẽ tỉnh lại khi nhận sát thương hoặc là hết thời gian hiệu ứng. Và Song of the Siren, mục tiêu bị ảnh hưởng được nhận bất tử trong toàn thời gian hiệu ứng của Song of the Siren. 4. Cyclone. Hiệu ứng Cyclone cũng giống với hiệu ứng Stun, disable đối phương hoàn toàn trong thời gian hiệu lực. Thêm nữa là có khả năng hất tung đối phương lên trời để các unit khác có thể đi qua dưới chân các unit đó và biến mục tiêu bị lốc trở thành invulnerable trong một thời gian ngắn. Lưu ý, sát thương sẽ được tính khi mục tiêu rơi xuống, chứ không phải là lúc bắt đầu bị lốc lên nha anh em. Một vài ví dụ của hiệu ứng Cyclone bao gồm Tornado của Invoker, Cyclone của đệ gió Brewmaster và Yun Scepter of Divinity. Nhóm Slow. Hiệu ứng Slow chỉ đơn giản là làm chậm tốc độ di chuyển, Movement Speed và tốc độ tấn công, Attack Speed và đôi khi là tốc độ quay người, Turn Rate của đối phương. Hiệu ứng Slow tốc độ di chuyển sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu theo phần trăm tốc độ di chuyển mà mục tiêu đang có. Hiện nay, không có một nguồn Slow Movement Speed nào mà có một con số chính xác cả. Tất cả được tính theo phần trăm. Một vài ví dụ của hiệu ứng Slow tốc độ di chuyển như Gush của Thunder, Thunderclap của Brewmaster và Poison Sting của Venomancer. Trái ngược với Slow Movement Speed, Slow Attack Speed lại làm chậm tốc độ đánh của đối phương dựa trên một con số chính xác chứ không theo phần trăm. Hiện nay, không có một nguồn Slow Attack Speed nào mà có số phần trăm cả. Tất cả được tính theo một con số chính xác đã được xác định. Một vài ví dụ của hiệu ứng Slow tốc độ tấn công như Untouchable của Enchantress, Fire Spirit của Phoenix và Liquify của Jakiro. Nhóm 3. Silence. 1. Silence. Hiệu ứng Silence câm lặng khiến đối phương không thể sử dụng kỹ năng trong thời gian hiệu lực. Riêng những skill có thể bật tắt được thì nếu bật trước khi dính Silence sẽ không thể tắt đi, nhưng skill đó vẫn sẽ hoạt động bình thường. Ví dụ như Rod của Purge,
Silent không thể vô hiệu hóa các skill passive hay gọi là các kỹ năng bị động. Một vài ví dụ của hiệu ứng Silence như Global Silence của Silencer, Gust của Draw Ranger, và Crippling Fear của Night Stalker. Hai, Mew. Hiệu ứng Mew làm câm lặng trang bị của đối phương. Anh em có thể gọi nôm na là khóa đồ cũng được. Đơn giản thì hiệu ứng này làm đối phương không thể sử dụng trang bị của mình. Các ví dụ của hiệu ứng Mew bao gồm Doom, gậy xanh của Static Storm nhóm 4, Break. Hiệu ứng Break sẽ làm vô hiệu hóa hầu hết các skill passive của đối phương, trừ những passive đặc biệt như Reincarnation, Hồi sinh, Red King, hay là hiệu ứng phóng ra một lần Requiem mập sâu nữa của Shadowfiend khi chết. Hiệu ứng Break không vô hiệu hóa được passive tới từ các trang bị. Một vài ví dụ của hiệu ứng Break bao gồm Silver Edge, nâng cấp gậy xanh của Infernal Blade, Doom, Vendetta của Next Assassin, nâng cấp gậy xanh của Demonic Purge trong tay Shadow Demon, và Nether Toxin của Viper. Nhóm Fox Movement. Hiệu ứng Fox Movement có thể di chuyển mục tiêu theo ý của mình. Một vài skill có hiệu ứng này sẽ khiến mục tiêu bị disable hoàn toàn trong thời gian dính hiệu ứng, nhưng một vài skill thì không. Ví dụ cho skill sẽ disable mục tiêu, đó là Mid Hook của Butcher khi hook địch, Vacuum của Darkseer và Skewer của Magnus. Một vài skill sẽ không disable mục tiêu, đó là Mid Hook khi hook đồng đội, Gust của Draw Ranger và Fox Stab. Nhóm Root. Hiệu ứng Root ngăn cản mục tiêu di chuyển và thực hiện các kỹ năng di chuyển tức thời như TP, Blink Dagger, Blink của Armor, Queen of Pain, v.v. Tuy nhiên, không ngăn cản mục tiêu quay người, dùng kỹ năng hay trang bị. Một vài skill có hiệu ứng Root còn ngăn cản mục tiêu tấn công. Các ví dụ của hiệu ứng Root bao gồm Earthbind, chói của Meepo, Entangling Claw, chói của gấu Lodrui, và Rod of Athos. Một vài root ngăn cản tấn công gồm có Frostbite của Crystal Maiden và Overgrowth Ultimate của Dream Protector. Nhóm Leash. Hiệu ứng Leash không ngăn cản mà chỉ hạn chế khả năng di chuyển của mục tiêu, nhưng vẫn giống với Root ở chỗ sẽ ngăn cản các kỹ năng di chuyển tức thời. Cũng giống như Root thì Leash không ngăn cản mục tiêu quay người, dùng kỹ năng hay là trang bị. Một vài ví dụ của Leash bao gồm Pounce của Slug, Grimcoil của Puck, và Soulbind, với điều kiện là phải có hai hero cùng dính hiệu ứng. Nhóm Hex. Hiệu ứng Hex biến mục tiêu thành một con vật, khiến mục tiêu không thể tấn công, sử dụng kỹ năng, trang bị và bị làm chậm tốc độ di chuyển. Các ví dụ của Hex bao gồm Hex của Shadow Shaman, Hex của Lion và Sire Vice. Nhóm Trap. Trap về cơ bản không phải là một disable, vì nó không ngăn cản mục tiêu làm gì cả. Trap tạo ra những vật thể khiến mục tiêu bị kẹt hoặc là bị chặn đường di chuyển mà thôi. Một vài ví dụ của Trap như là Sprout của Nature Prophet, Power Cork của Clockwork, Fissure của Earthshaker, Eyeshot của Tuska,
và Kinetic Field của Disruptor. Nhóm Taunt. Hiệu ứng Taunt ép mục tiêu tấn công một unit khác. Mục tiêu bị Taunt sẽ không thể làm được gì cho tới khi hết hiệu lực của hiệu ứng. Nếu đang bị Taunt mà mục tiêu đó không thể tấn công, như là bị Disarm hay là bị Hex, thì mục tiêu sẽ đi theo unit đang mang theo hiệu ứng Taunt. Một vậy, ví dụ của hiệu ứng Taunt bao gồm Physical Core của Axe, Duo của Legion Commander, Winter Curse của Winter Wyvern, hay là gậy xanh của Husker với Ultimate. Nhóm Fear. Hiệu ứng Fear khiến mục tiêu quay mặt bỏ chạy tính từ điểm cast. Hiệu ứng Fear ngăn cản toàn bộ các hành động của mục tiêu trừ di chuyển. Một vài ví dụ của hiệu ứng Fear gồm Savage Draw của Lone Rui, Scream of Pain của Queen of Pain khi có level 25 Talon, gậy xanh của Metamorphosis và Terrorize. Nhóm 2. Hiệu ứng 2 sẽ giấu mục tiêu đi trong một khoảng thời gian ngắn. Trong đó thì mục tiêu sẽ không thể làm bất kỳ hành động nào khác. Hiệu ứng 2 khiến mục tiêu trở nên invulnerable, trừ một vài trường hợp như Our Devourer sử dụng Escrow Imprisonment và Sanity Eclipse lên địch, Shadow Demon sử dụng Disruption và Soulcatcher lên địch. Các ví dụ khác của 2 như là Phase Shift của Puck, Snowball của Tuska, gậy xanh của Snapfire với Gobble Up, nhóm Ethereal. Hiệu ứng Ethereal ngăn cản mục tiêu tấn công, nhưng cũng ngăn mục tiêu nhận sát thương từ các đòn đánh tay và làm giảm kháng phép của mục tiêu. Ngoài ra, hiệu ứng Ethereal còn slow tốc độ di chuyển của mục tiêu. Một vài ví dụ của Ethereal bao gồm Decrepify của Pugna, Godstrike của Necrophos, Godscepter và Ethereal Blade. Nhóm Disarm. Rất đơn giản, hiệu ứng Disarm chỉ khóa tay, làm mục tiêu không thể tấn công bình thường mà thôi. Một vài ví dụ của Disarm như Deepening Blast của Invoker, Frostbite của Crystal Maiden, Inner Fire của Husker, Scatter Blast level 25 của Snapfire và Haven Harvest. Nhóm Blind. Hiệu ứng Blind khiến mục tiêu đánh trượt trong các đòn tấn công của mình. Hiệu ứng Blind hoạt động độc lập với hiệu ứng có lợi là né tránh Evasion. Một vài ví dụ của hiệu ứng Blind như Blinding Light của Keeper of the Light, Incapacitating Bite của Broodmother, và Laser của Tinker. Nhóm Hypnosis, thôi miên. Hiệu ứng Hypnosis khiến mục tiêu bị thôi miên và di chuyển về hướng chỉ định. Trong lúc đó, mục tiêu không thể sử dụng vật phẩm hay kỹ năng. Một vài ví dụ của hiệu ứng thôi miên là Will-O-Wisp của Keeper of the Light, Sinister Gaze của Lich và Ether Remnant của Void Spirit. Nhóm Anti-Healing. Hiệu ứng này thực ra chưa có tên chính xác, nhưng tác dụng của nó là cấm hoặc làm giảm khả năng hồi máu của đối phương. Một vài ví dụ của hiệu ứng này là Eye Blast của Ancient Apparition, Poison Sting của Venomancer, Silver Edge với đòn đánh thoát ra khỏi hiệu ứng Invi và Spirit Vessel. Nếu mình còn bỏ sót gì thì các bạn có thể comment góp ý ở phía bên dưới video. Còn nếu thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và đừng quên là đăng ký kênh 23 cùng với bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ tất cả các nội dung mới nhất của bọn mình nhé. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See ya!